nay mình sẽ đi về về kiếm mã pin. Rồi, let's go. Chào tất cả các bạn nha. Nay mình về quê có việc, về quê lấy tìm cái mã pin Google nha. Thì do buổi chiều mình về có việc phải lên đi làm nên mình tranh thủ đi buổi sáng sớm. Mình về mình lấy rồi mình quay lại cho trong ngày, trong buổi sáng luôn. Từ đây về quê là khoảng 3 tiếng á. Rồi mình ở lại tiếng, nghỉ ngơi tiếng rồi mình sẽ quay ngược lại 3 tiếng, 6 tiếng. Nói chung là trong vòng buổi sáng khoảng 8 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng vậy đó. Sớm toàn là xe công mà nguy hiểm quá. Đợt này mình đi ấy à, mấy anh đổ nước ra đường, mình đi một mình nên mình sẽ tranh thủ chạy nhanh nhanh một tí để kịp quay về trong buổi sáng nha. Hiện tại bây giờ là 5 giờ 15 rồi. Hai mức xăng à. Giờ mình phải đi đổ bình xăng nha. Đổ xăng. Sáng sớm còn xe công cơ mà. Chạy gì ghê gì. Cái kênh của mình thì đã bị tắt chức năng kiếm tiền rồi. Do chưa nhập mà mã pin từ Google. Thì bữa giờ mình bị thất lạc, mình nhờ người thân tìm giùm mà không được. Thì nay mình tự về mình tìm luôn. Xem thất lạc ở chỗ nào. Tại vì cái mã pin này thì rất là nhiều bạn bị thất lạc, không phải riêng gì mình. Để mình bỏ cái bản đồ ra kìa. Để mình vô mình ghé đổ xăng cái rồi sáng sớm là giờ mấy chú xe công xe tải tranh thủ hoạt động rồi. Đường thì nhỏ mà công thì nhiều quá.
do mình muốn cảm giác là tự tay mình nhận được cái mã pin, tự tìm cái mã pin đó, mà không muốn nhờ người khác, nên tự bây giờ mình phải tự về, chạy về quê. Mình chạy về quê mình kiếm. Nếu mà Google gửi 3 lần, gửi mã pin về cho mình 3 lần mà đều không nhận được, hoặc tự bị thất lạc, thì mình có thể là nhận online và sẽ phải qua vài bước xác nhận, xác thực tài khoản. Rồi giờ mình vô cây xăng mình đổ nha. Thì mấy bạn đi đường xa thì mấy bạn nên đổ cái cây Petrolimex này. Hình như là cây xăng này nó chưa mở cửa thì phải. Đi luôn chứ sao giờ? 5 giờ rưỡi rồi. Chưa mở, chưa dậy nữa. Thì mấy bạn mà đi đường xa nên đổ cây xăng Petro thì chất lượng xăng nó sẽ uy tín hơn những cái cây xăng khác. Đây là một cái lời khuyên mà hữu ích cho xe mấy bạn, trừ trường hợp mà bất đắc dĩ xe mấy bạn hết xăng mà không có cái xăng nào đổ thì mình sẽ đổ tạm một ít. Còn nếu mà đã xác định đổ xăng thì mình phải xác định là đổ cây xăng Petrolimex. Trên đường có cái gì đó vui thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Đi Sài Gòn mà về Vũng Tàu đúng không? Đi qua khúc Lô Cao Su này nè. Thì công an hay đứng bắn tốc độ. Giờ công an đứng ở làng trong này đi, mấy bạn chạy sao? Lũi vô lùm hả? Lũi vô Lô Cao Su hả? Mà thường thì công an sẽ đứng ở phía ngoài này nha mấy bạn. Phía ngoài đường lớn. Bắt ô tô nè, bắt những chiếc xe máy nè, đi sai làng, sai lên. Nhưng mà sai làng, sai lên thì ít lắm. Mình đang nghĩ đa phần là mấy bạn đua bơi thì chủ yếu nó chạy ra đường ngoài thôi. Nếu mà trong này mà có công an thì thường mấy bạn sẽ dừng lại, có Lô Cao Su mát, mấy bạn đứng đó chơi. Tốc độ ở đây là cho phép là 60 km/h nha. Xe máy thì có thể được cộng trừ 5, cộng 5. Nghĩa là lên tới 60, 64 thôi, cộng 4. 64 là nhắc nhở, 65 là xử phạt.
phải thì sẽ về Bà Tô, vô Bà Tô. Còn mình đi thẳng thì sẽ ra tới Bình Châu, ra tới La Di luôn. Còn bên suối nóng Bình Châu, ở đây có bản hướng dẫn nè, mấy bạn cứ đi theo bản hướng dẫn.